đây à. Vẫn còn ôm mặt cá này. Để lại đi nhá. Con dậy lâu chưa? Xin tố ăn nhá. Bé con đi nhá. Nào, Abi ngồi đây. Bây giờ mình đi lau lấy đồ nhá. Nào, mình gọt ra nhá. Thì mình gọt ra đã. Abi ăn cái gì đấy? Đây mình cho miếng này. Đây Abi, mình cho Abi miếng này. Cầm với con ăn. Cầm ở dưới, mày dạy con à. Cầm ở dưới này. Đúng rồi, cầm ở dưới. Con cầm lấy, đúng rồi. Ôi mẹ đây, mẹ đây. Ngồi xuống này, con ngồi xuống. Ngồi xuống đây đợi mẹ. Từ từ con. Mình cắt miếng nhỏ lên cho con nhé. Đây, con đây. Con ăn à. Này cho con miếng này. Đây con tự bốc. Con ăn được không? Nào để mẹ đổ vào máy xay nhá. Đừng nghịch dao, nguy hiểm. Không nghịch dao nguy hiểm. Mẹ con mình đi bêm cái này vào xay nhá. Đi nào. Nào, đánh đi nhá. Nào, con ngồi xuống, con ngồi xuống. Ngồi đấy nhá. Mày đổ sữa vào nhá, Abi nhá. Rồi. Mày đóng nắp vào nào. Ngồi yên đấy cho mày xay nhá. Sợ nữa con nhá. Không sao cả. Mày đổ ra cốc cho con nhé. À, mày đổ ra đây nhá. Rồi, mình đi ra ngoài mình ăn nào. À, cho con này. Ngon không Abi?
nào, mày đút nào. Đây. Giỏi quá. Ừ, Abi tự xúc à? Ủa, Abi ăn gần hết đây này. Mẹ xúc cho. Từ từ con. Mày lau cho nè. Abi no chưa? À, mình lau cho nè. Nhem nhem hết ra miệng rồi này. Con ăn nữa không? Gặm thìa. À, Abi gặm con vịt ở trong thìa. Nào, ăn nó mày múc cho nè. Thì mình lau sao nè. Nhem bẩn hết rồi này. À, Abi ăn sắp hết rồi đấy. No chưa? Ừ, ăn thế thôi, no quá rồi đấy. Tí mình lại ăn tiếp nhé con nhá. Ăn ít một thôi. Nào, mình lau cho nào. Thế con thích con vịt ở trong thìa hay sao mà cứ gặm thế? Ôi, có con vịt ở trong thìa này. À, bị thơm thế nhỉ? Nào, mày lau xem nào.